Xin chào mọi người đã cùng nhau quay trở lại bài học tiếng Anh qua cấu trúc câu bài số 12 của chúng ta ngày hôm nay. Và hy vọng rằng mọi người sẽ cùng nhau đi hết cái chặng hành trình này. Như là mình đã nói, chúng ta sẽ có tất cả là gồm 20 video. Và hôm nay là chúng ta đã đến bài số 12 rồi, chúng ta sắp kết thúc hành trình này. Và các bạn, khi kết thúc hành trình này chúng ta sẽ gặp những hành trình khác. Và quan trọng của những bài học này là gì ạ? Chúng ta cần phải học sâu, không phải là học biết nhiều biết rộng mà học sâu học đâu nhiều đến đó, được chưa? Và do vậy các bạn sẽ để lại những cái comment hoặc là những cái phần nào các bạn chưa hiểu ở dưới ngay dưới này thì mình sẽ giải đáp các bạn ngay lập tức. Và chúng ta sẽ cùng nhau đi sang bài hôm nay, bài số 12 của học tiếng Anh qua cấu trúc câu English We Can. Và câu đầu tiên các bạn sẽ cùng nhau lắng nghe. Do you know where the bus station is? 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 Câu đầu tiên các bạn sẽ chú ý từ the station đây, station. Được chưa nhỉ? Âm s to này. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau câu đầu tiên là know something ở đây là biết cái gì đó, hoặc là mình biết know somebody là. Như mình có cái tên là they know all the old dances. À, họ biết tất cả những cái điệu nhảy cổ xưa. Know something ở đây là know all the old dances. Ví dụ mình sẽ hỏi là do you know me? À, anh có biết gì? Anh có biết tôi không? Được chưa? Đó là know something hoặc là know somebody. Chúng ta sẽ sang cái thứ hai, đó là do you know where? Bạn có biết cái gì đó ở đâu không? Là where này. Ở đây là mình có 3 chấm ở đây các bạn ấy nhé. Do you know where? Mình có ví dụ ở đây là do you know where he lives? Hoặc là do you know where is in my phone? Được chưa nhỉ? Bạn có biết cái điện thoại tôi ở đâu không? Được chưa? Do you know where my phone? Được chưa nhỉ? Tiếp theo, chúng ta có thể know where, how and what. Là biết ở đâu, làm sao, hoặc là cái gì. Know where là ở đâu, know how là làm cái sao, và know what là làm cái gì. Thì mình sẽ ví dụ đây là she doesn't know where to go. À, cô ấy không biết là làm sao để đi. Còn là cô ấy không biết làm như thế nào. Cô ấy không biết cái gì cả. Chưa? Và cái cuối cùng của mình đó là bus station. Bus station ở đây là trạm xe buýt. Thì mình có một ví dụ đây là gì ạ? I want to get off at the next bus station. À, tôi muốn xuống ở trạm bus tiếp theo. I want to get off at the next bus station. I want to get off the next bus station. Ok, next. Câu thứ hai. I'm sorry, I don't know, but the gardener over there should know. I'm sorry, I don't know, but the gardener over there should know. I'm sorry, I don't know, but the gardener over there should know. Chúng ta có thể should ở đây cộng với verb đây là có thể xảy ra hoặc là có lẽ. Mình ví dụ đây là she should be back at any time. She should be back at any time. Cô ấy thì đấy có lẽ có thể xảy ra, có thể quay trở lại vào bất kỳ khi nào, chứ nhỉ? Cô ấy có thể quay trở lại vào bất cứ khi nào. Chúng ta có một tiếp theo thì should be back ở đây là nhỉ? Back ở đây là cộng với động từ verb. Chúng ta từ to be sorry, cảm thấy tiếc về điều gì đó. Thì ngoài những cái câu mà các bạn đã học là sorry, là I'm sorry, mình xin lỗi ta. Thì khi mà mình nói cảm thấy tiếc về điều gì đó, hối tiếc hoặc là mình tiếc khi mình nghe điều gì đó, thì mình sẽ nói như sau. I'm sorry he's out now. Mình rất tiếc là anh ấy đang ở bên ngoài bây giờ, được chưa? Hoặc là mình rất tiếc khi mình nghe thấy điều gì đó, mình sẽ nói là I'm sorry to hear that. À, mình rất tiếc, mình rất buồn khi nghe thấy điều này, được chưa? Sorry không chỉ là gì, không chỉ là mình xin lỗi mà mình còn là cảm thấy tiếc về điều gì. Và câu thứ hai đó là over there, ở đằng kia. Mình sẽ ví dụ là who's over there, ai đằng kia, là nhỉ? Who's over there, ai đằng kia kìa, ai đằng kia vậy, được chưa? Thì tiếp theo chúng ta, hoặc là chúng ta đi ra ngoài gươm hoặc là gì đó, các bạn sẽ chỉ ngón tay và chỉ là họ muốn tìm cái gì mà mình biết, mình sẽ chỉ ngón tay, mình sẽ bảo họ là à, ở đằng kia kìa anh, mình sẽ nói là over there, ở đằng kia kìa, được chưa? Mà chúng ta cứ thử know that, là biết rằng, mình sẽ là
I know that hoặc là I know, thì that mình khoanh ngoặc ở đây tức là mình có thể nói hoặc là không thể nói. Mình có nói là I know I won't pass the exam. Mình biết rằng mình sẽ không vượt qua được cái kỳ thi này. Và từ, từ mới của các bạn đây đó là từ the garter. Garter đây là gì? Thì đó chính là các bạn nhìn anh này đoán. À, anh này là rất là ngầu. Kính đen, kính nước nhìn như là ông đi à, đúng rồi, garter đây là nhìn ông gì đây? Đây chính là bảo vệ, đấy chứ nhỉ? Thì chúng ta hay nhầm với từ security. Security là danh từ để sự bảo vệ. Còn the garter đây chính là chỉ về ông bảo vệ, đấy chứ nhỉ? Chúng ta không nói là security mà chúng ta sẽ phải dùng từ garter. But the garter over there. À, nhưng tôi xin lỗi, tôi không biết. Nhưng mà ông bảo vệ ở đằng kia kia should know. À, sao đây? Có thể hoặc là có lẽ gì đấy? Có lẽ biết, được chưa? Giờ sẽ sang câu tiếp theo. Go straight until you pass a supermarket on your left. Go straight until you pass a supermarket on your left. Chúng ta có một cái ví dụ. Mấy ngày hôm nay các bạn chú ý nhé, chúng ta nên tưởng lại này. Mấy ngày này các bạn đều học về cái hỏi đường, thì các bạn sẽ ghi nhớ về những cái cấu trúc như thế này, để chưa nhỉ? Supermarket ở dưới hình ảnh này rất là rõ ràng. Messi. Chúng ta có on your left ở bên phía tay trái. Khi mình nói ở phía tay phải thì on your, đúng rồi, on your right, được chưa nhỉ? Nhưng mình có này, when you come out of the lift, my office is the third door on your left. Khi mà bạn ra khỏi cái gì đây, lift là sẽ nâng lên. Vậy khi mà mình ra khỏi cái gì nâng lên đây? Cái gì nâng bạn lên ạ? À? À đúng rồi, cái thang máy. Khi mà bạn ra khỏi thang máy thì cái my office là cái văn phòng của tôi. Thì là ở gì đây? Ở gì đây ạ? The third floor, third door là gì đây? Cái gì đây ạ? The door, cái cửa thứ gì đây? Mình xin lỗi bởi nó là floor. Là cái cửa thứ ba ở bên tay trái của bạn, chưa nhỉ? Tiếp theo chúng ta có từ go straight. Go straight. Go straight. Thì go straight ở đây là mình đi thẳng. Mình sẽ ví dụ là go straight and you will see it on the right. À, đi thẳng và bạn sẽ nhìn thấy nó ở phía bên tay trái, chưa nhỉ? On your left, on the right. On your left, on the right đây cũng là phía bên tay trái phải, được chưa? Chúng ta từ pass something ở đây là vượt qua, đi ngang qua cái gì đó. Mình ví dụ là there are regular buses that pass the market. Một số cái xe buýt thì hay sao đi vượt qua cái siêu thị này. Mình sẽ đọc lại một lần. Go straight until you pass a supermarket on your left. Okay, next. Thì mình cho có cho câu 4 và câu 5 hôm nay, hai câu khá là dễ, các bạn sẽ hình dung. Khi mà mình chỉ đường, đây là bài chỉ đường các bạn nhá. Take the second right. Thì đây các bạn nhìn đây. Take the first. À, vào cái khu này, bên phía tay trái, đúng nhỉ? Block này, khu là đó, khu đường này, khu block. Khi khu chung cư gọi là khu block, đúng nhỉ? Block 1, block 2. Thế đây là the second. À, the second ở đây. Vậy thì nói là take the second right. Thế là rẽ gì đây? Đúng rồi, rẽ phải ở đoạn rẽ thứ hai, được chưa? Đây là the left, là rẽ trái, ở rẽ thứ hai. Mình dùng ra luôn, được chưa nhỉ? Thì mình có take something là chọn cái gì đó. Thế là mình chọn cái đoạn rẽ thứ hai này. She takes a gift from her son. She takes a gift from her son. Cô ấy chọn một món quà cho con trai cô ấy. Và câu số 5 của chúng ta là if is this way you can miss it. Is this way you can miss it? Is this way you can't miss it? Chúng ta từ can do đây là không thể làm gì đó. Đoán nghĩa từ này xem nào. À, nó chính là cái đường thì nó đường này này. In this way, đúng nhỉ? You can't, bạn không thể làm sao? Miss it là mình, bạn không thể bỏ lỡ nó. Tức là cái đường này này bạn rất là dễ gì? Rất là dễ nhận ra. Tức là đường chỉ đi London này, đường chỉ Tokyo này, Sydney này, được chưa nhỉ? Và rất là dễ đơn giản nhận ra. Mai sau khi bạn chỉ một số cái bạn người nước ngoài đi đường thì mình sẽ bảo họ là gì? À, cái đường này rất là dễ nhận ra. Ví dụ từ Hoàng Quốc Việt chẳng hạn, mình đi ra Phạm Văn Đồng chẳng hạn, mình sẽ if this way you can miss it, được chưa nhỉ? Đi đường này này bạn sẽ không thể nào lỡ được nó đâu, bỏ lỡ nó. Thì đó chính là bài học chúng ta ngày hôm nay. Và tạm biệt mọi người, hẹn gặp mọi người lại vào trong những bài học tiếp theo.
Good night.